Xin kính chào quý mục sư cùng quý con cái Chúa có mặt buổi sáng ngày hôm nay, cũng giống như là những quý con cái Chúa đang thờ phượng Chúa qua livestream. Chúng ta một lần nữa cảm tạ Chúa vì sáng ngày hôm nay Ngài đã phục sinh. Amen. Cảm tạ Chúa vì sáng ngày hôm nay chúng con được dự trong lễ kỷ niệm ngày Chúa, ngày dự thương khó phục sinh trong đời sống của chúng con. Thì trong kỳ lễ mà thương khó phục sinh á, thì hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy nhiều nhất là gì ạ? Dạ, người thì chúng ta sẽ thấy một trống, nhưng mà thương khó phục sinh thì sẽ có hình ảnh nào chắc chắn sẽ hiện hữu. Dạ đúng rồi, thập tự giá. Và thập tự giá thì không phải là một hình ảnh chỉ phổ biến ở trong cộng đồng Cơ Đốc hay là cộng đồng những người tin Chúa nữa, mà là hình ảnh được phổ biến nhiều ở trong đời sống của mình. Có thể như là trang sức, có thể như là hình ảnh in trên áo, in những cái đồ mình may mặc, hoặc là trên y tế thì họ cũng dùng hình ảnh thập tự để thể hiện hình ảnh mà sự cứu chữa. Vậy thì hình ảnh thập tự giá mà Chúa Ngài bị treo, đó là một hình ảnh rất đẹp đúng không ạ? Và Chủ nhật vừa rồi chúng ta được đề cập đến những người mà có cái chết treo. Thì không biết là hội thánh chúng ta có nhớ ai không ạ? Dạ, thì sẽ có một số nhân vật ở trong đó, nhưng mà có một nhân vật mà ít ai người ta quan tâm đến. Và khi mà tôi để ý tới nhân vật này á, thì tôi cảm thấy là rất là thú vị, cho nên là ngày hôm nay tôi muốn cùng với hội thánh chúng ta cùng nhìn lại nhân vật này một chút. Dạ, chưa chiếu bao vôi ban kỹ thuật ơi. Dạ, chưa chiếu. Dạ, vâng. Nhân vật này là Absalom. Chúng ta cùng xem lại một chút về nhân vật này. Vậy thì Absalom là ai? Absalom là con của vua David. Ông là người con mà được vua David rất là yêu quý. Và ông có nhiều ưu điểm. Có cái vẻ bề ngoài đẹp và có bộ tóc đặc biệt, dài, dày, bóng. Được mô tả là rất là đặc biệt, mà ai nghĩ tới ông cũng là mái tóc đó. Và ông có vị trí, ông có những cái quyền hạn của một con cái của vua. Và sau đó thì ông không có dừng ở đó, mà ông mong muốn, ông có mưu đồ để chiếm ngôi vua của cha mình. Vậy thì cái việc mà ông bị chết treo hay là ông là hoàng tử á, khi mà ông là hoàng tử á, thì có một cái hình ảnh nào đó giống với lại một nhân vật ở trong Tân Ước không ạ? Dạ đúng rồi, đó là Chúa Giê-xu. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh hai nhân vật này để xem cái sự tương đồng và tương phản với nhau như thế nào nha. Quý Hội Thánh cùng với tôi, chúng ta sẽ phân biệt ở bên tay trái của Quý Hội Thánh là Absalom, bên tay phải của Quý Hội Thánh đó là Chúa Giê-xu. Vậy chúng ta cùng làm nha. Bên tay phải của Quý Hội Thánh là Absalom, bên tay trái của Quý Hội Thánh đó là Absalom, bên tay phải của Quý Hội Thánh là Chúa Giê-xu. Vậy chúng ta cùng làm lại nha. Bên tay trái, bên tay phải, Chúa Giê-xu. Dạ rồi, chúng ta sẽ cùng xem có sự tương phản nào hay là cái sự giống nhau như thế nào của hai nhân vật này. Đầu tiên, chúng ta cùng xem về cái tên. Tên của ông bên tay trái là Absalom. Thì trong tiếng Hebrew, Ab có nghĩa là cha, còn Salom có nghĩa là bình an. Cho nên tên của ông có nghĩa là cha của sự bình an. Và Chúa Giê-xu ở trong Isaiah thì nói rằng Chúa Giê-xu Ngài là hoàng, ở trong có một bản dịch là chính xác hơn ở trong tiếng Anh đó là hoàng tử bình an. Dạ rồi, thì chúng ta sẽ cùng cái tên đều là sự bình an, là cha bình an và hoàng tử bình an. Dạ rồi, điều thứ hai là vị trí của hai nhân vật này. Đầu tiên, ông Absalom là con của vua, thì ông là gì ạ? Là hoàng tử. Chúa Giê-xu cũng là con của Đức Chúa Trời, và Ngài là con một của Đức Chúa Trời, cho nên là Ngài được gọi là hoàng tử bình an, mà cho nên là vị trí cả hai đều là hoàng tử. Dạ rồi, chúng ta cùng ôn lại một chút nha. Absalom là tên, có nghĩa là cha bình an, còn về ý nghĩa của Chúa Giê-xu đó là hoàng tử bình an, và vị trí của cả hai đều là hoàng tử. Nhưng mà sự khác biệt ở đây là gì? Đều là sự bình an. Cái tên, cái danh xưng đều là bình an. Nhưng mà ông Absalom đem đến sự lo sợ, sự bất an cho dân sự
vì ông muốn chiếm ngôi vua mà, ông lấy lòng dân Israel, cho nên là những cái điều mà ông làm nó sẽ gây náo loạn trong dân sự thời đó. Tên là Bình An, nhưng ông mang lại sự rối loạn, sự lo lắng và ảnh hưởng đến triều đình của cha mình nữa. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài là Hoàng tử Bình An. Và Ngài đem đến sự bình an thật. Tại sao? Tại vì chỉ có Chúa Giêsu, Ngài là con một yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu mà được Đức Chúa Trời yêu quý là Hoàng tử Bình An, là đấng đem đến sự bình an thật cho chúng ta. Dạ rồi, sự tiếp theo. Ông Absalom có một tính cách là ông có mưu đồ, ông phản cha mình để tìm được vị trí cao. Bản thân ông là một người phản nghịch. Dạ đúng mà, khi mà chúng ta có mưu đồ để phản nghịch một vị vua thì chúng ta là kẻ phản nghịch, chúng ta là người không có vâng phục cái người lãnh đạo của mình, là vua, là cha của mình. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài là đấng vâng phục. Ngài vâng phục một cách hoàn toàn. Dạ chúng ta cùng ôm lại nha. Absalom bên tay nào ạ? Dạ tay trái. Chúa Giêsu là tay phải, và Absalom là kẻ phản nghịch, nhưng Chúa Giêsu chúng ta là đấng vâng phục, và Ngài vâng phục một cách hoàn toàn. Absalom có địa vị, vì ông là hoàng tử mà, ông sẽ có những quyền hạn của hoàng tử, ông có địa vị của hoàng tử. Và Chúa Giêsu, Ngài cũng có địa vị của Ngài, vì Ngài là con một của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì, nhưng mà Absalom không có dừng ở đó, ông muốn tăng lên, cho nên là ông mới mưu đồ để chiếm ngôi vua của mình, ngôi vua của cha mình, đó là David. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài là đấng có tất cả, Ngài ở trên, Ngài từ bỏ tất cả để xuống thế gian, để chịu chết, để chịu trên thập tự giá vì chúng ta. Sự khác biệt tiếp tục của hai nhân vật này, đó là có tất cả, có nhưng mà muốn có thêm và muốn chiếm, muốn phản nghịch. Còn Chúa Giêsu, Ngài có nhưng mà Ngài hạ mình, Ngài từ bỏ tất cả để đến thế gian vì chúng ta. Quyết định hành động của Absalom lúc này á, thì ông là một người đòi hỏi, ông là một người có mục đích, để ông đạt được mục đích cho cá nhân ông, cho vị trí mà ông mong muốn. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài đến vì mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài bỏ tất cả vì mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài đến thế gian vì mục đích của cha mình. Và cái chết của hai nhân vật này có một điểm giống nhau kỳ lạ. Và xin mời ban kỹ thuật hỗ trợ về hình ảnh. Dạ rồi. Ở đây chúng ta có hai hình ảnh. Một là bên tay trái là Absalom, bên tay phải là Chúa Giêsu. Thì cả hai đều bị chết. Ông Absalom ông chết là tại vì ông chiếm vua cha, rồi xong rồi ông thất bại, ông chạy trốn, rồi xong rồi mái tóc của ông bị dướng vào cái cành cây. Và chúng ta cũng đã được kể vào tuần trước, bị dướng vào cái cành cây cho nên là ông bị treo lơ lửng ở trên, ở giữa khoảng không giữa trời và đất, tại vì ông treo trên cây mà. Và ông bị đâm. Chúa Giêsu, Ngài cũng vậy. Chúa Giêsu, Ngài bị treo trên thập tự giá, Ngài cũng ở khoảng không, Ngài cũng ở giữa, tại vì thập tự giá thì bị đóng đinh thì Ngài ở khoảng giữa. Và Ngài cũng bị đâm. Chúng ta có thấy sự giống nhau ở đây không ạ? Vậy thì chúng ta biết rằng Cựu Ước là hình ảnh của hình ảnh, hình bóng của Tân Ước. Có nhiều câu chuyện xảy ra ở trong Cựu Ước mà chúng ta có thể thấy, giống như là nhân vật ông Absalom ở đây. Cũng là hoàng tử, cũng được sinh ra, cũng có địa vị. Nhưng ông Absalom cũng chết vì ông bị treo. Ông cũng chết vì ông bị đâm. Nhưng sự khác biệt ở đây là gì? Sự khác biệt ở đây là ông Absalom ông chết bởi điều ông tự hào nhất. Đó là mái tóc của ông. Ông rất tự hào về mái tóc của mình, và đó là đặc điểm nhận dạng của Absalom. Ông chết khi ông chạy trốn, ông chết khi ông đã tạo phản một cách thất bại. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài chết, Ngài bị treo trên thập tự giá vì Ngài đang tiến gần đến cái chết. Ngài đối đầu với nó, Ngài đối đầu trên đồi Gô-gô-tha, đến cái chết cho mình và mang đến sự chiến thắng cho nhân loại. Và Chúa Giêsu ở trong Philip đoạn 2 câu 8 cũng có nói rằng Ngài tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Ngài chịu chết không phải vì mục đích của Ngài, mà Ngài chết bởi vì mục đích của Đức Chúa Trời.
Và khi mà ngày và tất cả những điều mà trong Cựu Ước nhắc đến thì Chúa Giêsu ngài làm một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta có thấy không ạ? Bên đây là Absalom, bên đây là Chúa Giêsu. Nhưng những điều khiếm khuyết của Absalom, cái chết vì bản thân của Absalom, thì Chúa Giêsu ngài chết vì thế gian. Những điều mà Absalom làm trái lại, phản nghịch, thì Chúa Giêsu ngài vâng phục. Tất cả những điều ở trong Cựu Ước, hình bóng của Chúa Giêsu, không nhất, không chỉ riêng một mình ông Absalom, nhưng chỉ có duy một mình Chúa Giêsu ngài làm trọn mọi sự. Chúa Giêsu ngài làm trọn mọi điều. Ngài là hoàn hảo cho những phiên bản lỗi trước đó. Ngài không chỉ là một phiên bản hoàn hảo cho những hình bóng ở trong Cựu Ước, mà ngài còn là nguyên bản hoàn hảo. Chúng ta có biết nguyên bản là gì không ạ? Nguyên bản là quảng gốc, đúng rồi. Nguyên bản chính là bản gốc, và ngài là bản thể gốc hoàn hảo cho chính chúng ta. Và ngài bị treo trên thập tự giá vì thì trên thập tự giá đang có một nguyên bản hoàn hảo. Trên thập tự giá đang có một nguyên bản hoàn hảo cho chúng ta. Và chỉ khi Chúa Giêsu ngài bị treo trên thập tự giá, ngài chịu chết vì tội lỗi chúng ta, thì chúng ta mới được chữa lành. Dạ rồi, ở đây khi mà chúng ta nhớ đến một hình ảnh mà bị treo rồi được chữa lành, nhìn thấy tin được chữa lành, chúng ta nhớ đến hình ảnh gì? Có một biểu tượng cũng ở trong Cựu Ước. Dạ, có, chúng ta có nhớ hình ảnh nào không ạ? Rất là phổ biến cho tới tận bây giờ chúng ta cũng còn thấy. Dạ, là con rắn đồng đúng không ạ? Dạ, câu chuyện của con rắn đồng ở đây là gì? Câu chuyện của con rắn đồng ở đây đó là dân Israel lầm bầm với Chúa, trách móc Chúa, Đức Chúa Trời. Cho nên là Chúa, ngài cho phép những con rắn đến mà cắn dân sự để cho họ khi mà họ trúng độc là họ chết. Khi mà con rắn cắn vào thì họ sẽ chết. Nhưng bởi Môi-se, ông đã cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ. Và Chúa, ngài cho treo một con rắn đồng. Mà thể ai nhìn và tin ngài á, thì sẽ được chữa lành. Ở đây, hỡi ai nhìn và tin ngài thì sẽ được cứu. Nọc độc của rắn, chúng ta có ai ở đây bị rắn cắn lần nào chưa? Dạ chưa, nhưng mà tôi đã từng biết có một người bị nọc rắn cắn và nó chạy rất là ghê, nó chạy rất là nhanh. Và khi mà nọc độc tiêm vào người, mà rắn mà càng độc thì mình chết càng nhanh. Mà ở đây nó là bị cắn là chết liền. Có nghĩa là gì? Nọc độc chạy rất nhanh vào con người của mình. Và tội lỗi cũng như vậy. Tội lỗi là nọc độc tiêm thẳng vào đời sống của chúng ta. Tiêm thẳng vào khi tổ phụ của chúng ta đã bị nọc độc tội lỗi thế gian, đã tiêm vào thế gian. Và chúng ta cũng đang bị tiêm những cái nọc độc đó từ tổ phụ của mình. Nhưng bởi Chúa Giêsu ngài bị treo và ngài đổ huyết trên thập tự giá, và đó là thuốc giải cho chúng ta. Vì bởi ai tin, ai nhìn tin thì sẽ được cứu. Và chúng ta nhớ rằng con rắn đồng là câu chuyện để giải cứu cho một dân tộc là dân Israel, là một giải pháp cho một vấn đề tại một thời điểm. Nhưng Chúa Giêsu ngài bị chết, ngài bị treo trên thập tự giá là giải pháp đời đời duy nhất và hoàn hảo nhất cho chúng ta. Và Chúa Giêsu ngài là giải pháp hoàn hảo. Vậy thì tại sao Chúa Giêsu lại là giải pháp hoàn hảo? Tại vì nếu mà tôi nói là Chúa Giêsu là giải pháp hoàn hảo, vậy thì tại sao? Sẽ có nhiều người thắc mắc. Vậy thì quý vị đang ở đây, có những người mới tin Chúa, có những người đã tin Chúa lâu năm. Vậy thì có khi nào chúng ta nghĩ rằng tại sao Chúa Giêsu phải được sanh tại Do Thái, phải chịu thương khó, rồi phải chết trên thập tự giá mà không chết bằng những cách khác? Có thể lắm nha. Chúa Giêsu ngài sanh ở Trung Quốc đi thì ngài sẽ bị chết kiểu gì ạ? Ngài sẽ bị chém đầu, hoặc là sẽ bị ngũ mã phanh thây. Rồi, hoặc là ngài sẽ bị như thế nào? Ngài, nếu mà ngài sống ở thời cận đại thì ngài sẽ bị bắn chết, hay là ngài bị thiêm thuốc độc chết.
sẽ có rất nhiều cách chết tại các đất nước khác nhau. Nhưng tại sao Chúa Giêsu phải sanh tại Do Thái và chết trên thập tự giá đúng cái hình ảnh này? Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch hoàn hảo của Ngài, không thể nào mà Ngài đặt để mọi thứ nó một cách ngẫu nhiên hay là làm đại tại vì vậy nó đẹp. Tại nếu mà Chúa Giêsu chết thập tự giá thì sau này mới có biểu tượng để nhớ, chứ nếu mà chết chặt đầu thì mốt kỷ niệm cái đầu nó kỳ lắm. Ngài sẽ không như vậy. Và tôi tin chắc là Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch của Ngài. Chúa Giêsu Ngài bị chết trên thập tự giá. Và chúng ta nhớ rằng khoảng cách giữa trời và đất đó, nó rất là xa. Khoảng cách giữa trời và đất xa lắm, xa vời vợi luôn. Nhưng Chúa Giêsu Ngài bị treo, có nghĩa là Ngài đang ở giữa. Ngài đang ở giữa. Và trong lời của Chúa, Ngài cũng có chép rằng Chúa Giêsu Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Vì nếu không, Chúa Giêsu Ngài không chết treo trên thập tự giá ở khoảng không. Ngài không phải là cầu, nếu mà Ngài không ở khoảng không, Ngài không là cầu nối, Ngài không là đường đi ở giữa trời và đất, thì chúng ta sẽ không thể nào đến cùng cha được. Và trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 5 cũng có chép rằng Chúa Giêsu Ngài là đấng trung bảo, Ngài đảm bảo kết nối Đức Chúa Trời giữa chúng ta với Ngài. Vì thế Chúa Giêsu Ngài không chết chỉ vì phải là chết ở đất nước Do Thái, phải bị treo trên thập tự giá, mà Ngài đang là cầu nối, Ngài là đang là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ngài, chẳng bởi Chúa Giêsu chúng ta không thể đến được với Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng thể nào kết nối được với thiên đàng. Và nếu Chúa Giêsu Ngài không chết trên thập tự giá thì chính chúng ta không thể nào tự bản thân mình vượt qua cái khoảng cách giữa trời và đất được. Chúng ta có nhiều người, người ta nghĩ rằng người ta chỉ cần tu tâm tích đức, người ta làm nhiều việc thiện thì người ta sẽ được lên thiên đàng, hoặc là ít nhất người ta sẽ được đầu thai thêm kiếp nữa làm người. Và có nhiều người người ta tìm những cái khóa tu hoặc là những cái khóa ăn chay như thế nào đó để họ có thể tự vượt qua cái khoảng cách mà giữa con người với thiên đàng, với cha, với Chúa, với ông trời. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu chỉ có Ngài là giải pháp hoàn hảo và duy nhất. Và chẳng bởi Chúa Giêsu, nếu mà bởi sự chết của Chúa Giêsu chúng ta được kết nối với Đức Chúa Trời, bởi Chúa Giêsu chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời, bởi Chúa Giêsu chúng ta được là con cái của thiên đàng, chúng ta không còn mồ côi nữa. Bởi Chúa Giêsu chúng ta có giải pháp hoàn hảo ở trên thập tự giá. Nếu chẳng có Chúa Giêsu thì chúng ta không thể nào kết nối được với Chúa, không thể nào kết nối được với thiên đàng. Vì chúng ta cùng ôn lại một chút. Đầu tiên chúng ta có nguyên bản hoàn hảo. Chúng ta cùng ôn lại với nhau. Đầu tiên chúng ta có nguyên bản hoàn hảo. Thứ hai chúng ta có giải pháp hoàn hảo. Là chúng ta cùng ôn lại nhé. Đầu tiên chúng ta có nguyên bản hoàn hảo. Điều thứ hai chúng ta có giải pháp hoàn hảo. Nhưng nếu chúng ta không nhìn lên thập tự giá, không thấy một nguyên bản hoàn hảo đang bị treo ở trên đó, không nhìn thấy được một giải pháp hoàn hảo đang bị treo ở trên đó, thì chúng ta, mà chúng ta cũng tin đó, thì chúng ta cũng sẽ không được cứu. Vậy thì Chúa Giêsu Ngài là ứng chứng. Và khi chúng ta nhìn lên thập tự giá, chúng ta nhìn thấy được tình yêu của Ngài. Chúng ta thấy được sự hy sinh của Đấng Christ. Chúng ta nhìn thấy được chúng ta đã được chọn. Và nhìn để nhớ khắc ghi mỗi chúng ta là ai. Để nhớ rằng chúng ta đã là gì trước đây, và chúng ta đã gì sau khi được nhận huyết báu của Chúa Giêsu. Sau khi chúng ta nhìn lên thập tự giá để nhìn thấy giải pháp hoàn hảo cho đời sống của mình. Và lời Chúa có chép rằng hãy vác thập tự giá mà theo ta. Nếu chúng ta không nhìn thập tự giá, chúng ta không
đi cùng với Ngài, chúng ta không tiếp bước thì chúng ta không thể nào nhận được sự cứu rỗi. Vậy thì điều thứ ba, bởi thập tự giá chúng ta hoàn hảo. Nếu không có thập tự giá, không có nguyên bản hoàn hảo để làm giá chuộc, không có giải pháp hoàn hảo để cứu rỗi chúng ta, là giải pháp duy nhất để giải độc cho tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta không thể nào hoàn hảo được. Con người của chúng ta có những cái hình ảnh, có những cái thói quen như thế này. Chúng ta sẽ nhìn xem, chúng ta ít khi nào nhìn nhận. Nhìn và tin nhận, chứ đừng nhìn xem cho vui. Dạ. Vậy thì chúng ta là những người đã được sống lại với Đấng Christ, chúng ta tin vào một đấng nguyên bản hoàn hảo, chúng ta tin vào giải pháp hoàn hảo, chúng ta đã được chữa lành, chúng ta đã được giải độc rồi, chúng ta đã được thay đổi rồi, chúng ta không còn là tội nhân nữa mà chúng ta trở thành những thánh nhân rồi. Vậy thì bản thân chúng ta đã xong công việc chưa? Dạ, chắc chắn là chưa. Vậy thì Ngài nói với chúng ta rằng hãy vác thập tự giá mà theo ta. Và chúng ta cũng nói cùng nhau, hãy vác thập tự giá mà theo ta. Hãy vác thập tự giá mà theo ta. Vác thập tự giá là gì? Vác thập tự giá không phải là chúng ta chạy ra ngoài tiệm thợ mộc, đóng cho tôi một cây gỗ bự hình thập tự giá để tôi vác. Chắc chắn không phải là như vậy. Và chúng ta cùng với tôi tưởng tượng bản thân mình đang là những người vác thập tự giá. Mỗi người có một cặp thập tự giá khác nhau. Và chúng ta vác đi cùng với Chúa Giê-xu thì vác để làm gì? Vác sẽ cảm nhận được điều gì? Chúng ta cùng thử nha. Vác thập tự giá, chúng ta cùng làm một hành động với tôi. Vác thập tự giá. Dạ, chúng ta vác được, chúng ta làm một hành động vác luôn à. Vác thập tự giá. Dạ, khi chúng ta vác thập tự giá, ngoài cái sức nặng của cây gỗ ra, thì chúng ta đi trên đường cùng với Chúa Giê-xu bây giờ. Đường đi Chúa Giê-xu vác thập tự giá lên đến nơi Gô-gô-tha, nó không phải là một con đường trải đầy hoa, mà là một con đường trải đầy những khó khăn. Và đầu tiên, điều đầu tiên Chúa Giê-xu phải đối diện lại, điều đầu tiên Chúa Giê-xu đối diện là gì vậy? Là một đoàn dân đông, rất đông. Làm gì? Tung hô Chúa, không phải. Chê cười Chúa, hãy đóng đinh nó đi, hãy giết nó đi. Và đó là lúc Chúa Giê-xu điều đầu tiên Ngài phải chấp nhận, đó là chấp nhận dư luận. Điều đầu tiên để có thể vác được thập tự giá đó là chấp nhận dư luận. Thời đại bây giờ là thời đại mà chúng ta có thể được, ai cũng sẽ thấy mình, ai cũng sẽ biết tới mình, ai cũng sẽ nhìn thấy mình một cách rất là dễ dàng và có quyền đánh giá mình, có quyền chê bai mình, khinh thường mình. Rất dễ dàng ở trong thời đại của chúng ta. Vì chúng ta có dám đối diện với lại dư luận, đối diện với những người đó ở trong môi trường sống của mình. Nếu ai đang đi học thì trong môi trường sống của chúng ta có dám nói về Chúa trong những bạn bè của mình hay không? Nếu ai đang là những người đi làm thì có dám nói về Chúa cho đồng nghiệp của mình hay không? Nếu ai là những người đang là những giáo viên, đang là những người làm trong các môi trường làm việc khác nhau, bác sĩ, thì chúng ta có dám nói về Chúa, về đức tin của mình, nói về một Chúa Giê-xu đã bị treo trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng tôi, và Ngài là đấng hoàn hảo để chữa lành tội lỗi cho anh chị em? Chúng ta có dám nói với những người đó hay không? Hay chúng ta sợ, chúng ta ngại dư luận, chúng ta sợ những người khác, người ta nói là ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Chúng ta sợ những người khác bình luận, đạo nào cũng tốt mà. Chúng ta sợ là chúng ta nói không được, người ta sẽ không tin. Chúng ta sợ bị người khác xa lánh. Chúng ta sợ là người ta nói, người ta nghe mình nói xong người ta ngán quá, người ta bỏ mình, người ta không muốn nghe mình nói nữa. Chúng ta sợ đi làm chứng cho người khác tại vì sợ người ta đuổi, người ta đánh, người ta chửi. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng chính Chúa Giê-xu Ngài cũng đang vác thập tự giá và Ngài đang đi trên một con đường chấp nhận dư luận? Để làm gì? Để Ngài làm thành kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Dạ rồi,
Chúng ta nhớ nha, vác thập tự giá đầu tiên chúng ta sẽ chấp nhận dư luận. Điều thứ hai, để vác thập tự giá, chúng ta cùng làm hành động vác. Vác, 2, 3, vác, dạ rồi. Vác thứ hai là ngài phải chấp nhận điều gì ngoài dư luận ra, ngoài những cái người nói qua, nói lại, nói hành, nói tới, nói lui, khinh bỉ, xem thường. Điều thứ hai ngài phải chấp nhận đó là chấp nhận trả giá. Điều thứ hai ngài chấp nhận là chấp nhận trả giá. Có nhiều cơ đốc nhân ở trong thời xa xưa, họ chấp nhận bị bắt bớ, chấp nhận tuận đạo, chấp nhận thiệt hại cho đời sống của mình. Và có những người, người ta bị tù ra vô rất là quen thuộc. Có cái chuyện mà họ ở tù vì danh của Chúa là cái chuyện rất bình thường. Thì chúng ta có dám ở trong thời hiện đại là những người đang làm việc, là những người đang sống trong một cuộc sống mà, và chính đất nước của chúng ta là đất nước không phải ai cũng tiếp nhận Chúa, thì chúng ta có dám chấp nhận trả giá cho những điều mà có thể lắm ở tại hiện tại chúng ta sẽ được lợi về tài chính, chúng ta sẽ được lợi về mối quan hệ, chúng ta sẽ được lợi về những điều khác. Chúng ta có dám trả giá cho những điều đó để có thể đồng đi với Đức Chúa Trời không? Đồng đi với Chúa Giê-xu hay không? Cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng. Chúng ta có biết có một cái bài được là cuộc sống dễ dàng không ạ? Thì cuộc sống nó không hề dễ dàng. Và nó sẽ có rất nhiều cám dỗ, và chúng ta phải, và chúng ta nên như Chúa Giê-xu, chúng ta chấp nhận trả giá để có thể đồng đi với Ngài, để có thể vác thập tự giá và đi với Chúa Giê-xu. Dạ rồi, điều thứ hai đó là chúng ta chấp nhận trả giá. Vậy thì điều thứ ba, khi mà Chúa Giê-xu ngày càng tiến gần đến với nơi Gô-cô-tha, Ngài phải chấp nhận điều gì? Điều mà Chúa Giê-xu Ngài phải chấp nhận đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Tại vì Chúa Giê-xu Ngài cũng có nhân tánh, và Ngài cũng có bày tỏ là xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng theo ý Cha chứ không theo ý con. Có nghĩa là đâu đó chính bản thân Chúa Giê-xu ở nhân tánh của Ngài cũng có sự lo lắng, cũng có sự sợ hãi. Nhưng bởi chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi cho nhân loại, và Ngài chấp nhận vác thập tự giá để cho chúng ta được sống, để cho chúng ta được giải độc, để cho chúng ta được nhận, được nhìn, được tin một đấng nguyên bản, hoàn hảo. Và kế hoạch của Đức Chúa Trời trong đời sống của quý vị hiện tại là gì? Kế hoạch, vị trí, những cái chức vụ, những điều mà Chúa đang đặt để trong đời sống của chúng ta, chúng ta có dám chấp nhận đi theo hay không? Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn. Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là tại sao con phải làm điều này? Tại sao con phải đi làm chứng cho những người khác? Tại sao con phải nói về Chúa cho người khác, trong khi đó con không có giỏi nói chuyện? Nhưng bởi kế hoạch tốt lành của Chúa Giê-xu, của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Ngài đã chấp nhận thụ phục cái điều mà chính bản thân Ngài đôi lúc cũng lo lắng. Nhưng bởi chúng ta cũng như vậy, chúng ta hãy chấp nhận, hãy đến, hãy nói với Chúa, con chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời đặt để trên đời sống của con. Điều thứ tư, càng gần đến thập tự giá thì điều gì xảy ra? Sự chết gần. Càng tiến gần thập tự giá thì đồng nghĩa với lại sự chết, thời gian của Chúa Giê-xu còn được thở rất ít. Và cho tới khi mà Ngài bị đóng đinh, Ngài treo rồi, kế bên Ngài vẫn có một người chê bai Ngài, khinh miệt Ngài. Và thử thách khi mà càng tiến gần đến cái chết nó kinh khủng lắm. Tại vì tôi đã từng nghe những anh chị em mà những người quen của tôi kể về cái lúc mà họ nghĩ là họ sẽ sắp mất á. Cảm giác của họ, đối với họ là thà là cho họ chết liền chứ đừng để cho họ phải chờ đợi, phải đi từ từ với lại cái chết, nó kinh khủng lắm. Nhưng Chúa Giê-xu Ngài cũng chấp nhận thử thách đó. Và chúng ta tin chắc rằng mỗi con cái Chúa ở đây, khi chúng ta càng đi với Chúa càng lâu, thì không thể nào con đường chúng ta càng ngày nó sẽ bằng phẳng, nó sẽ tuyệt vời, nó sẽ rộng mở và nó sẽ là đường cao tốc được. Không. Đó là con đường trong gai giống như Chúa Giê-xu Ngài đang đi. Đó là những thử thách sẽ đến, đó là những sóng gió sẽ đến với chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu Ngài đã chấp nhận
để lên thập tự giá. Và chúng ta đang vác thập tự giá mà theo Chúa, đang đi cùng với Ngài. Và chúng ta chấp nhận thử thách đó thì chúng ta mới có thể tiến bước ở trong mối quan hệ với Ngài được. Những người có cùng, có những người có mối quan hệ thân thiết thì đa số là họ sẽ giống nhau. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại. Để vác thì chúng ta cần chấp nhận bốn điều gì? Dạ, vác chúng ta phải chấp nhận dư luận. Vác chúng ta phải chấp nhận trả giá. Vác chúng ta phải chấp nhận kế hoạch của Chúa. Vác chúng ta phải chấp nhận sự chết. Sự chết, thử thách. Dạ rồi, chúng ta cùng nhớ lại nha. Đầu tiên, để vác thập tự giá, chúng ta phải chấp nhận dư luận. Thứ hai, chúng ta chấp nhận trả giá. Điều thứ ba, kế hoạch của Đức Trời. Thứ tư, thử thách. Mà để chúng ta có thể chấp nhận, có thể vác thập tự giá, rồi vì chúng ta đã được sống với Ngài rồi, chúng ta đã được đi đồng đi với Ngài rồi, chúng ta vác thập tự giá đi theo Chúa. Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một điều kiện, vẫn còn thiếu một yếu tố để chúng ta có thể bền vững trong hành động vác của mình. Đó là mang một tâm tình giống Đấng Christ. Chúng ta sẽ không thể nào làm bất kỳ điều gì mà mình không có cảm xúc muốn làm với điều đó. Để có thể cùng đi, cùng sống với Đấng Christ thì chúng ta phải mang một tâm tình giống như Ngài. Tâm tình của Chúa Giêsu là gì ạ? Chúa Giêsu bởi vì yêu mà Ngài đi lên thập tự giá. Chúa Giêsu Ngài chịu sỉ nhục, khinh dễ cũng vì yêu. Chúa Giêsu Ngài đi khắp mọi miền, mang đến chân lý, mang đến phúc âm thật cũng vì Ngài yêu. Vậy thì nếu chúng ta không mang tâm tình của Đấng Christ, không mang tình yêu đó đến cho người khác để chúng ta có thể yêu nhiều người khác hơn, để chúng ta có thể hy sinh thời gian, công sức của mình để có thể đem nhiều người khác trở về với nhà của Chúa, thì chúng ta không thể nào vác thập tự giá được và chúng ta sẽ bị đuối sức. Mình không thể nào mang một cái gì đó một cách bền vững mà không có tâm lý được, không có tâm trí được và không có tâm tình với điều đó được. Vậy thì Chúa Giêsu Ngài mang một tâm tình, Ngài mang một tình yêu để vì nhân loại, vì những người hư mất. Vì huyết báu của Ngài sẽ chữa lành cho những người đó. Vậy thì chúng ta là những người muốn vác thập tự giá theo Ngài, muốn sống vì Ngài, muốn sống cho Ngài. Vậy thì hãy mang tâm tình của Đấng Christ, hãy mang tình yêu của Ngài đến cho nhiều người, hãy mang thời gian, hãy dành thời gian cho những người khác để họ được biết đến Ngài, để họ tiếp tục được nhận tình yêu ở trong Chúa, để tiếp tục được đi trên con đường đó là Chúa Ngài đã kết nối giữa trời và đất. Ngài dẫn dắt, Ngài là cầu nối cho chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không nhìn, không tin, không mang thập tự giá và không vác thập tự giá và không mang tâm tình của Đấng Christ thì chúng ta không thể nào đồng đi, đồng sống, đồng chết với Ngài được. Và trong Galati đoạn 2 câu 20 câu B có chép rằng, ban kỹ thuật hỗ trợ chiếu cái câu kinh thánh bao rồi. Galati đoạn 2 câu 20 phần B: nay tôi sống không còn là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài cho tôi, vì tôi. Và chúng ta cùng đọc câu gốc này. Nay tôi sống không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. Vậy thì nếu chúng ta đã là những người nhìn vào thập tự giá, nhìn thấy một nguyên bản hoàn hảo, nhìn thấy một giải pháp hoàn hảo cho đời sống của mình, và chúng ta đã tin, đã nhận và đã sống lại với Chúa, thì chúng ta vác thập tự giá mà theo Ngài. Bởi vì chúng ta không sống vì chúng ta nữa, mà chúng ta sống
vì đức tin nơi con Đức Chúa Trời. Và chúng ta mang tâm tình của Đấng Christ. Vì chỉ có những điều đó chúng ta mới tiếp tục có thể đem tình yêu đến cho nhiều người. Và nhiều người cũng có cơ hội được nhìn thấy một nguyên bản hoàn hảo, một giải pháp hoàn hảo. Và chính đời sống của họ sẽ được biến đổi hoàn hảo hơn giống Chúa. Trong suốt kỳ lễ thương khó phục sinh này và trong suốt cuộc đời theo Chúa, tôi khích lệ quý vị ba điều thôi. Nhìn. Chúng ta nhìn gì? Chúng ta nhìn thập tự. Nhìn trên thập tự có một nguyên bản hoàn hảo. Sinh tế hoàn hảo. Món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người hoàn hảo. Thấy chính mình Ngài đã bị đóng đinh. Và chính chúng ta bị đóng đinh cùng với Ngài. Bản ngã của chúng ta cũng đã bị đóng đinh cùng với Ngài. Những con người cũ, tính cách cũ, những sự xấu xa trong đời sống cũ cũng đã bị cắt đứt cùng với Chúa. Điều thứ hai, chúng ta hãy vác thập tự giá mà theo Ngài. Hãy vác tình yêu, hãy vác thách thức, hãy vác và chấp nhận những điều đó để có thể đồng đi với Đấng Christ. Điều thứ ba, chúng ta hãy mang một tâm tình như Đấng Christ. Nếu chúng ta không mang tâm tình như Đấng Christ, chúng ta không thể nào yêu người khác được. Chúng ta không thể nào đem tình yêu của Ngài đến cho nhiều người được. Chúng ta không thể nào sống vì Chúa, sống vì đức tin nơi con Đức Chúa Trời được. Chúng ta hãy nhớ rằng có ba điều: nhìn, vác và mang.